Là chất âm của em nó căng đét luôn các bác ạ. Sansui 607 FXA tôi bán giá chuẩn 5,5 triệu. Đấy là giá tôi đã để cái giá giảm giá các bác nha. Nên là các bác khỏi phải lăn tăn là tôi có đã giảm giá chưa. Hàng bãi nguyên zin 100%. 607 XA 200W điện 100V, đánh loa A, loa B, A cộng B, chỉnh bát chép. Tôn này phải bấm sáng thì mới chỉnh được bát chép, cân loa, volume được vào âm thanh. 4 con tụ lọc bên trong rất gấu luôn. Lúc nào tôi sẽ mở nắp ra để các bác cùng xem. Được vào âm thanh. Long lanh. 200W, điện 100V, sản xuất tại Nhật, 4 đến 16 ohm. Căng đét luôn là căng đét luôn. Một con đâm ly vỏ gỗ, hàng chất, hàng khủng, hàng khỏe. Giá 5,5 triệu quá ok luôn. Hộp gỗ các bác nha, chứ không phải nó ốp hai bên đâu. Nó không ốp hai bên giống con 607X đâu. Khỏe lắm. Bát chép đang để giữa. Loa trái, loa phải. Em nó đang được phối ghép vào đôi loa bát 35. Hàng khủng. Đợt này tôi hay mở cái nhạc này bởi vì cái nhạc này nó thể hiện được cái bát của cái âm ly hoặc cái sản phẩm các bác nhá. Nó đánh nó thể hiện được, giả sử loa mà bát không chịu tải được thì mở những cái bài này nó sẽ kêu lành phành. Bát đang để giữa, tép để giữa. Hoạt động hoàn hảo luôn, xin chào và hẹn gặp lại. 5,5 triệu giá chuẩn, ship toàn quốc qua Viettel hoặc nhà xe khách. Cước vận chuyển người mua phải chịu, xin chào. Tại Minh Audio Hà Đông, Hà Nội. Chung cư Văn Phú Victoria.